Xin chào anh em bên xe TV, Cherry Omoza năm khởi đầu kỷ nguyên, SUV thể thao thời thượng mới dành cho giới trẻ mới được ra mắt tại Trung Quốc với giá bán 92.900 đến 126.900 nhân dân tệ, tương đương hơn 300 triệu đến 500 triệu Việt Nam đồng. Omoza 5 thuộc phân khúc G, đối thủ của CX-5, Tucson, có kích thước tổng thể dài 4.400mm, rộng 1.830mm, cao 1.585mm, chiều dài cơ sở đạt 2.630mm. Nội thất, tiện nghi Cherry Omoza 5 thiết kế hiện đại, sang trọng và xu hướng tương lai, hệ thống cảm biến Super AI. Nổi bật với màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cong 24,6 inch, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Baidu CarLife, Huawei HiHa. Động cơ Cherry Omoza 5 được trang bị động cơ 4 xi lanh, 1.6 lít tăng áp sản sinh ra công suất tối đa 197 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 290 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tiêu chuẩn và dẫn động cầu trước. Đặc biệt cần số điện tử pha lê sẽ tăng thêm vẻ đẹp hấp dẫn chủ nhân chiếc xe. Dự kiến Omoza 5 sẽ được phân phối bán tại Việt Nam trong thời gian tới cùng mẫu Tigo 8, khoảng quý 4 năm 2022 hoặc sang năm 2023. Anh em dự đoán Omoza 5 sẽ bán khoảng giá bao nhiêu là hấp dẫn nhất?